Trong những ngày này, đến huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mọi người đều cảm phục khi nghe kể về một nông dân dũng cảm quên mình cứu người trong lũ dữ. Đó là anh Lê Văn Quả ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh. Xóm Xoa, thôn Tân Phước, xã Bình Minh ở cạnh sông Trà Bồng là vùng rốn lũ của huyện Bình Sơn. Ngày 5 tháng 11 năm 2017, nước sông Trà Bồng bất ngờ dâng cao, nhà cửa của hơn 20 hộ dân nơi đây nhanh chóng bị lũ nhấn chìm, khiến nhiều người không kịp trở tay. Nhiều người dân phải trèo lên nóc nhà kêu cứu. Dù nước lũ dâng cao, nhưng anh Quả cùng vợ bất chấp hiểm nguy dùng chiếc ghe nhỏ đi khắp xóm, làng để cứu người. Sau 5 giờ vật lộn với dòng nước xiết, vợ chồng anh Quả cứu được 15 người ở xóm Xoa và xóm Gò đưa đến nơi an toàn. Nói chung sợ chết nhưng mà mình cũng cố gắng cứu người già và trẻ em này chứ. Giờ lo bản thân mình không thì bà con nó cũng chết thì mình cũng tội quá. Mình cũng kệ nó, mình cố gắng, mình cũng tận dụng và cũng đi cứu bà con. Lũ rút, dẫu bị thiệt hại nặng về tài sản, nhưng người dân thôn Tân Phước đều bình an. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với người dân thôn này. Bởi lẽ, nếu không có sự dũng cảm của hai vợ chồng anh Quả, thì sinh mạng của nhiều người có thể bị lũ dữ cướp đi. Nó lấy nhanh quá mà. Nó lại làm rồi, nước nó lại làm rồi mà. Là phải chung đất nhà lên thôi. Là nó đĩa ra tựa món nhà luôn, rồi nó ẩm luôn. Ẩm qua. Rồi nó đưa về làm nó có gốc. Rồi nó đi cứu thuốc bên kia luôn, hơ bò cái nhà, hơ bò gia đình luôn rồi nó. Nó bỏ hơi đứa con nhỏ ở nhà thôi, nó đi, mà hơi vợ chồng nó thôi.